Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu cho các bạn là hai con cái xin và một con bộ mẹ con nha các bạn. Đây đứng trước mặt bạn là con cái xin cho các bạn, đỏ ao từ đầu tới chân. Xin này là xin tơ nha các bạn. Xin tơ bơm 3B được 1 tháng các bạn. Cao 1m3 bò. Rúng nè. Rúng 4 vú đều nè các bạn, rúng yếm nghiêm chỉnh nè, cao 1m3 bò, đuôi dài phết đất luôn. Yếm nè, đầy đà nha các bạn. Đầy đà. Bơm được 1 tháng 3B, cao 1m3 bò các bạn, lưng hẳn băng nè. Sái thích nghiêm chỉnh. Còn con này các bạn, con này mới đẻ được một lứa các bạn, mới tách con nha. Bơm siêu xám được 1 tháng luôn các bạn. Bơm siêu xám được 1 tháng luôn. Bò này cũng 1m3 bò các bạn. Bơm siêu xám được 1 tháng luôn, mới 1m3 bò. Cặp này thì chủ báo giá 55 triệu các bạn. 55 triệu cặp này các bạn. Đó, anh em bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Rúng yếm nghiêm chỉnh, sái tích nghiêm chỉnh, đuôi dài phết đất các bạn không? Đuôi dài phết đất, rúng yếm đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Giá 55 triệu. Chân móng là hoàn thiện các bạn. Chân móng hoàn thiện. Cao 1m3 bò. Chân móng hoàn thiện nè, đuôi dài phết đất luôn. Con này thì lực luôn các bạn. Cao 1m3 bò luôn. Bơm 3B được 1 tháng các bạn. Cặp này thì chủ báo giá 55 triệu các bạn. Cao 1m3 bò, bơm 3B được 1 tháng. Đây là tơ nha các bạn. Còn đây là bộ mẹ con nè các bạn. Cái xin, bộ mẹ con cái xin được một khước các bạn. Sải tích nghiêm chỉnh luôn nè, xe mặt xe lưng rồi nghiêm chỉnh nè các bạn không. Bò mẹ mẫu Bombay nha các bạn. Bò mẹ mẫu Bombay cao 1m26 bò. Nghe các bạn không, nghe quá tốt luôn các bạn. Nghe yếm đồ rúng đồ nghiêm chỉnh các bạn. Yếm rúng lưng thẳng băng các bạn sẽ thích đúng. Bò mẹ mẫu Bombay cao 1m26 bò các bạn. Cao 1m26 bò, mẫu Bombay đầy đà nha các bạn. Chân móng hoàn thiện các bạn. Chân móng hoàn thiện, sái tích nghiêm chỉnh luôn. Bò này đang dẫn lứa 3 nha các bạn. Bò này đang dẫn lứa 3. Gác nọc xin qua một con nước các bạn. Gác nọc xin qua một con nước nha các bạn. Các bạn không, súng yếm rồi là nghiêm chỉnh nè, chân bóng thì hoàn thiện nè các bạn. Giá 35 triệu bộ mẹ con này các bạn. Giá 35 triệu bộ mẹ con. Mẹ xin dẫn cái xin các bạn, mẹ bổ Bombay các bạn. Anh em bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Lưng thẳng băng nè các bạn ơi. Xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh luôn. Đuôi dài phết đất luôn. Bốn vú đều nha các bạn. Có rúng nha, có rúng nha. Gác nọc qua một con nước các bạn. Gác nọc qua một con nước các bạn. Chân móng mẫu Bombay các bạn. Mẫu Bombay rất mát sữa các bạn. Giá 35 triệu bộ mẹ con này các bạn. Đang dẫn lứa 3. Nghé các bạn không. Lưng thẳng băng đòn dày sọc. Kỵ đuôi hết thuốc các bạn không. Sái tích nghiêm chỉnh. Yếm rồi các bạn không. Dậu yếm nghiêm chỉnh. Gác nọc qua mẹ, gác nọc qua một con nước. Rồi giá 35 triệu bộ mẹ con này các bạn. Con nghé này sau này cũng có tàn các bạn, lên tàn độ cũng được các bạn. Mẹ mẫu Bombay rất là mát sữa, con uống mề luôn các bạn, bóng mượt uống mề luôn. Đó, anh em bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của chú bò. Mình comment bên dưới màn hình video nha các bạn. Đuôi nè, qua đen khui nha các bạn. Bà mẹ là qua đen khui nè, đuôi dài phết đất luôn. Các nọc thì qua được một con nước các bạn. Cái xin này cao 1m3 bò các bạn. Bơm siêu xám nè. Bơm siêu xám được 1 tháng các bạn. Mới bẻ 2 đôi răng nha các bạn. Mới bẻ 2 đôi răng. Lưng thẳng băng các bạn. Sái tích đúng. Đuôi dài phết đất. Chân móng hoàn thiện các bạn. Chú nè. Rúng các bạn thấy không. Rúng yếm đồ là nghiêm chỉnh hết. Con này thì lực hơn các bạn. Đỏ ao luôn. Xin tơ. Bơm 3B được 1 tháng các bạn. Giá cặp này thì chủ báo giá 55 triệu các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chú bò các bạn.
Và mình xin được báo giá lại là cặp cái xin thì chủ báo giá là 55 triệu và bộ vi con chủ báo giá là 35 triệu nha các bạn.